Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục giải đáp luật chơi Yu-Gi-Oh. Các bạn đang theo dõi video nằm trong dự án phổ cập giáo dục Yu-Gi-Oh, một series hợp tác giữa Miss Chất và Cá Vàng Yu-Gi-Oh Channel. Như các bạn đã biết thì Special Summon đã trở thành một yếu tố tất yếu ở trong lối chơi của Yu-Gi-Oh hiện đại. Tuy nhiên thì không phải ai cũng nắm rõ tường tận về các mechanic và rulings của yếu tố quan trọng này. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Special Summon các bạn nhé. Special Summon thì được chia thành hai loại. Nhóm 1 thì là Special Summon có tạo trên và nhóm 2 thì là Special Summon không tạo trên. Để xác định Special Summon có tạo trên thì khá là đơn giản. Đối với cả Effect Monster thì chỉ cần tag có chứa dấu 2 chấm hoặc là dấu chấm phẩy thì đương nhiên đấy là effect đấy sẽ có tạo trên. Ngoài ra thì do việc Activate Spell Trap thì luôn luôn tạo trên, cho nên là tất cả Special Summon được thực hiện bằng effect của Spell Trap thì đều nằm ở trong nhóm 1. Sau đây thì mình sẽ lấy một vài ví dụ cụ thể. Các bạn có thể Special Summon một Monster bằng effect của chính nó, Special Summon bằng effect của một Monster khác, Special Summon bằng effect của Spell Trap, Fusion Summon, Ritual Summon và Special Summon bằng Trigger Light Effect hoặc là Ignition Light Effect của Spell Trap cũng đều là các Special Summon có tạo trên. Các hình thức Special Summon không tạo trên thì bao gồm Synchro Summon, Exit Summon, Link Summon, Pendulum Summon, Contact Fusion và các monster có khả năng Build-in Special Summon. Đặc biệt với Build-in Special Summon thì PSCT có một số quy tắc viết các tech giúp người chơi phân biệt được hình thức summon này một cách nhanh chóng. Thì giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn. Trước hết thì là về khái niệm. Build-in Special Summon là cách thức để người chơi Special Summon một monster từ một vị trí nhất định. Điều kiện summon của dạng này thì được quy định bằng cụm From Your nằm ở trong dấu ngoặc đơn. Vị trí Special Summon phổ biến nhất thì thường là từ Hand. Một số thì có thể được Special Summon từ Graveyard. Do Summon Condition thì không phải là Effect nên là các bạn có thể Special Summon cả những monster này từ Deck, như ví dụ đang thấy ở đây. Thậm chí là một monster thì có thể có hai phương pháp khác nhau để Special Summon từ hai vị trí khác nhau. Contact Fusion cũng là một dạng Build-in Special Summon, nhưng mà là từ Extra Deck. Nếu các bạn để ý thì sẽ thấy là có một số monster ghi là Must Be Special Summon, một số thì lại ghi là You Can Special Summon. Vậy thì những cái đấy thì nó khác nhau như thế nào? Để phân biệt cho dễ thì chúng ta sẽ lại chia các monster này thành 3 nhóm. Nhóm A bao gồm các monster có thể normal summon hoặc là normal set bình thường và có thêm một cách để giúp special summon dễ dàng hơn. Monster thuộc nhóm này thì có thể được special summon bằng các effect khác tùy ý. Túm lại là nó không có restrict gì cả. Monster thuộc nhóm B thì sẽ có những cái đặc điểm. Thứ nhất là không thể normal summon hoặc là set. Thứ hai là sau khi người chơi đã special summon đúng cách ghi ở trên text thì có thể dùng các effect khác để special summon chúng từ graveyard hoặc là từ banish, ví dụ như là bằng Monster Reborn. Effect monster thuộc nhóm này thì được nhận diện bằng cụm Must First Be Special Summon. Các bạn lưu ý từ first. Xét về mặt mechanic thì Ritual, Fusion, Synchro, Exit và Link Monster, nếu như mà không có restrict nào khác thì tất cả để chỗ đấy đều thuộc nhóm này. Nói nôm na là phải Special Summon đúng cách thì mới được Reborn. Mình sẽ lấy ví dụ về Ultimate Conductor Tyranno. Nếu như mà người chơi Special Summon Tyranno bằng phương pháp ghi ở trên tech, tức là banish 2 Dinosaur Monster trong Graveyard, thì sau đấy người chơi có thể dùng Monster Reborn để Special Summon lại Tyranno. Nếu Tyranno bị gửi trực tiếp từ Hand hoặc là từ Deck vào Graveyard thì sẽ không Reborn được. Trường hợp thứ 3 là người chơi dùng Double Evolution Pill
để spell summon Tyranno từ deck mà bỏ qua điều kiện summon, thì hành động này không được tính là spell summon đúng cách. Vậy nên là sau đó cũng sẽ không reborn Tyranno lại được. Nhóm C là nhóm có điều kiện khắt khe nhất. Đó là người chơi không thể spell summon những card này bằng bất kỳ cách nào khác ngoài cách thức đã ghi ở trên text. Nhóm này thì được nhận diện bằng cụm must be special summon, không có từ first. Một số monster extra deck cũng có restrict tương tự, ví dụ như là must be fusion summon, must be link summon, vân vân. Có một quy tắc đối với những card có khả năng bỏ qua điều kiện summon mà không phải ai cũng để ý. Đó là nếu như mà các bạn dùng những card đấy để special summon từ hand hoặc là deck thì không sao. Nhưng mà nếu các bạn spell summon một monster thuộc nhóm C hoặc là nhóm B từ Graveyard hoặc Banish thì monster đó buộc phải spell summon đúng cách từ trước. Quy tắc này thì được in ở trên text của Element Saber Aina. Tuy nhiên thì nó sẽ áp dụng cho tất cả những các có khả năng ignore summoning condition khác. Ví dụ như là nếu người chơi spell summon Mulan Glacier rồi Elemental Lord đúng cách thì sau đó người chơi mới được dùng Aina để spell summon lại. Còn nếu như mà người chơi send từ hand hoặc deck vào graveyard thì sẽ không dùng Aina để kéo lên được nữa. Giờ chúng ta sẽ cùng tóm tắt lại các đặc điểm quan trọng nhất của ba nhóm monster. Thứ nhất, nhóm A là có thể normal summon hoặc là set bình thường. Nhóm B có thể spell summon bằng các effect khác sau khi đã được spell summon đúng cách. Nhóm C chỉ có thể spell summon bằng phương pháp ghi ở trên text. Nếu như mà bạn nào chưa biết ý, thì trước kia người ta thì hay gọi tắt nhóm B là các semi nomi monster, còn nhóm C thì được gọi là nomi monster. Ok, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cả mục luyện tập. Thì các bạn sẽ có khoảng 5 giây để đọc text của mỗi card, sau đó là xác định xem là cái card đó thì thuộc nhóm A, nhóm B hay là nhóm C. Ok, video của chúng ta ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo với chủ đề về Nugget Summon. Giờ thì Kênh Kênh và Cá Vàng xin chào tạm biệt các bạn.